Vụ thi thể dưới vuông tôm, người mẹ già tử vong sau khi đưa thi thể con trai về nhà. Trước khi đưa thi thể đứa con trai xấu số từ vuông tôm về nhà, người thân đưa bà NTN 90 tuổi, mẹ của nạn nhân, đi nơi khác. Nhưng khoảng 2 tiếng sau thì bà tử vong. Liên quan đến việc phát hiện thi thể dưới vuông tôm, ngày 15 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xác nhận, mẹ của nạn nhân là bà NTN 90 tuổi đã tử vong vào tối ngày 14 tháng 4. Theo vị lãnh đạo này, trước khi đưa thi thể anh TVU 44 tuổi, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ về nhà thì người thân đưa bà N đi nơi khác, nhưng khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì bà tử vong. Cũng theo lời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồ Thị Kỷ, ông U là người hiền lành, chăm sóc mẹ già 90 tuổi bị mù và chị gái bị bệnh. Địa phương cũng đã cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và động viên gia đình sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 4, ông Hứa Minh Đức là công an viên phụ trách ấp Bào Nhàn, nhà ngang nhà ông U, không thấy ông U ở nhà từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4. Nhận thấy việc ông U vắng nhà nhiều ngày như thế là bất thường vì hàng ngày ông phải lo lắng chăm sóc mẹ già bị mù nên ông Đức đã báo với lãnh đạo công an xã Hồ Thị Kỷ. Ngay sau đó, lãnh đạo công an xã Hồ Thị Kỷ cử người đi báo cho người thân ông U nhưng tất cả người thân ông U đều không biết lý do ông vắng mặt ở nhà. Sau đó, đại diện công an xã Hồ Thị Kỷ cùng người thân ông U đến vuông tôm của ông U ở khóm 1, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau vẫn không gặp ông U ở đây. Do nghi ngờ ông U ngã xuống vuông tôm nên tổ chức mò tìm thì phát hiện xác của ông U bị ba khúc gỗ dìm xuống vuông tôm nên trình báo sự việc cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an thành phố Cà Mau cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, tiến hành mời đấu tranh làm rõ vụ việc mâu thuẫn chuyện chăm sóc mẹ già, anh giết chết em. Sau khi giết chết em ruột, người anh giấu hung khí và đẩy xe máy của nạn nhân xuống kênh ngày 15 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tròn, 67 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, ông Phạm Văn Nhỏ, 45 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, ở cùng mẹ ruột 90 tuổi và người chị gái bị bệnh. Trong quá trình nuôi mẹ bệnh, ông Tròn đã xảy ra mâu thuẫn với em ruột là ông Nhỏ. Vì ông Nhỏ rất kỹ tính trong việc chăm sóc mẹ nên đề nghị anh, chị, em khi đến nhà nuôi phải ngồi cạnh coi chừng mẹ. Từ yêu cầu trên nên ông Tròn ấm ức, lên kế hoạch giết em trai. Do nhà ở gần cho giữ vuông tôm của ông Nhỏ nên nghi phạm đã để sẵn cây trên bờ, chờ thời cơ giết ông Nhỏ. Khoảng 8 giờ ngày 11 tháng 4, ông Tròn dùng cây đập ông Nhỏ ngã xuống vuông tôm rồi dùng dao chém vào người nạn nhân. Khi em trai tử vong, ông Tròn kéo thi thể nạn nhân khỏi hiện trường khoảng 50m rồi dùng hai thanh sắt, 4 cây gỗ dìm xuống vuông tôm. Sau khi giết chết em ruột, ông Tròn đã giấu hung khí và đẩy chiếc xe máy của nạn nhân xuống con kênh trước nhà. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, nghi phạm đưa vợ đến một bệnh viện ở Cà Mau điều trị và ở lại đây cho đến khi bị bắt.